xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với trường mầm non Lầu Thí Ngài để cùng tìm hiểu về việc thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số tại nhà trường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với cô giáo Nguyễn Thị Liên để tìm hiểu về việc thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt tại nhà trường. Xin chào cô. Ngày hôm nay thì đến đây thì tụi em rất là muốn được tìm hiểu về việc thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt tại trường mầm non Lầu Thí Ngài thì rất mong được cô giáo sẽ có thể chia sẻ ạ. Vâng, cô có thể cho biết là tại trường mầm non Lầu Thí Ngài thì việc thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt thì đã được các thầy cô trong nhà trường triển khai từ bao giờ ạ? Thì nhà trường cũng đã triển khai xây dựng cái kế hoạch thực hiện đề án và sau đó thì cũng đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện cái đề án này và được đưa vào chương trình hành động của Đảng bộ xã. Sau đó thì là đã tuyên truyền vận động đến các bậc phụ huynh đoàn thể và triển khai đến từng lớp nhóm trong toàn trường để phối hợp thực hiện tốt cái chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số tại nhà trường thì đã được ban giám hiệu cũng như các cô giáo trong nhà trường triển khai thực hiện như thế nào ạ? Mỗi một ngày thì là có một cái hoạt động tăng cường tiếng Việt đấy cố định vào các cái ngày trong tuần, và bên cạnh đó thì hoạt động tăng cường tiếng Việt còn được thực hiện xuyên suốt lồng gắn với tất cả các hoạt động ở trong ngày. Vậy thì trong quá trình triển khai thực hiện chuyên đề này thì nhà trường có gặp phải những cái khó khăn như thế nào thưa cô? Vì tại đây thì là 100% học sinh của nhà trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, buổi đầu đến lớp thì các con là cũng không có cái vốn tiếng Việt là cái thứ nhất, đấy là một cái rào cản về tiếng Việt rất là lớn đối với học sinh. Và cái khó khăn thứ hai ở đây nữa là cái địa bàn dân cư thì rất là rộng và học sinh thì ở rải rác cách xa trường, thế nên là những cái ngày mà thời tiết rét đậm rét hại và mưa lớn ấy, thì là học sinh đến lớp thì cái tỷ lệ chuyên cần nó cũng không được cao. Và cái tiếp nữa ở đây là cái sự hiểu biết của một số ít bà con về cái việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ là vẫn còn hạn chế và cũng chưa hiểu biết sâu về cái chuyên đề này. Vậy thì trước những cái khó khăn như vậy thì các cô giáo đã khắc phục những cái khó khăn đó như thế nào để có thể thực hiện tốt chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho các cháu học sinh? Dạ vâng. Từ những cái khó khăn như trên thì nhà trường cũng đã đưa ra một số những cái biện pháp cụ thể để thực hiện tốt cái chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể như sau: một là tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. Cấp ủy chính quyền địa phương ở đây đã hiểu rõ được cái tầm quan trọng của hoạt động tăng cường tiếng Việt. Từ hoạt động tăng cường tiếng Việt của trẻ mầm non, đó là những bước đệm, là tiền đề để trẻ học tốt ở những cấp học sau này, là điều kiện để phát triển kinh tế cũng như là đào tạo nguồn nhân lực của địa phương. Và cái biện pháp thứ hai ở đây là nhà trường luôn làm tốt công tác tuyên truyền để thực hiện tốt cái chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể là nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt giai đoạn 2016-2020 và định hướng tầm nhìn đến năm 2025. Và cái kế hoạch này thì được phối hợp tuyên truyền, được đưa vào chương trình hành động của Đảng bộ xã Lầu Thí Ngài. Sau đó thì nhà trường cũng đã triển khai tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và phối hợp tuyên truyền đến các bậc phụ huynh thông qua những cái buổi họp phụ huynh tại trường, những ngày lễ, ngày hội, sơ kết, tổng kết và các cái buổi họp thôn ở địa phương để bà con hiểu được cái việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ là một cái hoạt động vô cùng quan trọng để phát triển cái nhận thức toàn diện của học sinh ở trường mầm non. Và cái giải pháp thứ ba ở đây là nhà trường làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, cán bộ, giáo viên và nhân viên hiểu được cái tầm quan trọng của hoạt động tăng cường tiếng Việt, đặc biệt là bồi dưỡng về việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức các cái tiết học dưới cái dạng hoạt động học mà chơi, chơi mà học. Bên cạnh đó thì phát huy tối đa cái việc tích cực của học sinh và xây dựng cái môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng tích cực bồi dưỡng giáo viên thông qua các cái hội thi, các cái hội thảo chuyên đề tăng cường tiếng Việt trong nhà trường. Và bên cạnh đó thì cũng hướng dẫn anh em đi tham quan học hỏi các cái mô hình tăng cường tiếng Việt ở trong địa phương cũng như là ở các trường trong huyện để giáo viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về những cái kinh nghiệm hay trong cái công tác giảng dạy hoạt động tăng cường tiếng Việt tại địa bàn của huyện. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng chỉ đạo giáo viên tích cực tự học tự rèn qua nhiều kênh thông tin để sau đó thì tích lũy kinh nghiệm và đổi mới phương pháp hình thức tổ chức các tiết dạy. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng vận động, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia cái lớp bồi dưỡng tiếng Mông để thực hiện tốt cái nhiệm vụ giáo dục tại địa phương là tăng cường tiếng Việt. Và cái giải pháp thứ tư ở đây nhà trường đưa ra đó là thực hiện tốt cái công tác xây dựng môi trường để phát triển tiếng Việt cho trẻ tại địa phương.
thì xây dựng môi trường tiếng Việt ở đây thì bao gồm có trong lớp học và môi trường ngoài lớp học, đặc biệt là được sử dụng các cái hoạt động cụ thể cho trẻ làm quen với chữ viết và được tận dụng tối đa ở trong góc lớp, được trang trí theo chủ đề chủ điểm và cái khuôn viên ở bên ngoài nhà trường, thì từ những cái tên gọi rồi những cái đồ dùng đồ chơi, vườn hoa, cây cảnh, rồi các cái sắc phục dân tộc của trẻ hàng ngày và tất cả những cái dụng cụ sinh hoạt đều có gắn những cái thẻ chữ để cho trẻ nhận biết, làm quen, rồi làm quen với sách, với truyện và xây dựng cái góc thư viện ở ngoài trời và góc sách truyện ở trong lớp để cho trẻ trải nghiệm, trẻ học tốt. Đó cũng là một trong những cái điều kiện rất là quan trọng về môi trường để phát triển tiếng Việt cho trẻ tại nhà trường. Và giải pháp thứ 5 ở đây là nhà trường đã thực hiện tốt cái công tác tham mưu xã hội hóa giáo dục, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài huyện, tỉnh để đầu tư cái cơ sở vật chất cho nhà trường ngày càng khang trang và sạch đẹp, tạo những cái hứng thú, những cảm xúc cho trẻ được tiếp xúc với lại hoạt động tăng cường tiếng Việt ngày càng nâng cao chất lượng hơn. Và cái giải pháp thứ 6 ở đây là nhà trường thực hiện tốt các cái chế độ chính sách cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua cái quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái chế độ chính sách cho trẻ mầm non và cho giáo viên thực hiện cái chuyên đề tăng cường tiếng Việt, hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ và chi trả đầy đủ các cái chế độ chính sách cho giáo viên. Đó cũng là những cái động lực rất là lớn để thực hiện thành công và tốt cái chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ tại nhà trường và địa phương. Có thể thấy là nhà trường đã có rất là nhiều những giải pháp để thực hiện tốt chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho các cháu học sinh vùng dân tộc thiểu số. Vậy thì qua một cái thời gian thực hiện thì cô đánh giá như thế nào về những kết quả mà nhà trường đã đạt được ạ? Qua cái thời gian triển khai thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt từ năm 2016 cho đến nay thì bước đầu cũng có một số kết quả rất là đáng khích lệ và ghi nhận. Cụ thể là trường mầm non Lầu Thí Ngài năm học 2016-2017 cũng là một trong những trường mầm non dẫn đầu trong toàn tỉnh, được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, là một trong những đơn vị xuất sắc trong phong trào giáo dục của tỉnh Lào Cai. Và năm học 2017-2018, nhà trường cũng vui mừng phấn khởi được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, được công nhận là trường đạt chuẩn đánh giá ngoài cấp độ 3. Và gần đây nhất là hội thi tài năng tiếng Việt nhí cho trẻ mầm non được tổ chức tại huyện và tại tỉnh, thì nhà trường cũng đã đạt được giải nhất đồng đội và giải nhì cá nhân. Đấy cũng là một số những kết quả nhất định. Và cái thiết thực hơn nữa là hàng năm cái tỷ lệ trẻ 5 tuổi chuyển lớp lên trường tiểu học đều đạt 100% về kiến thức, kỹ năng cũng như là khả năng giao tiếp tiếng Việt đạt yêu cầu ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Và bây giờ thì em rất là muốn được tham dự một cái tiết thực hiện tăng cường tiếng Việt tại trường mình. Vâng, xin mời các đồng chí sẽ vào tham quan lớp tại điểm trường chính để chúng ta sẽ dự hoạt động tăng cường tiếng Việt của các con 4-5 tuổi tại điểm trường chính ạ. Xin vui mừng chào đón các bé đến với chương trình Những Nốt Nhạc Vui với chủ đề Gia Đình Yêu Thương ngày hôm nay. Ngay bây giờ, các gia đình sẽ cùng bước vào phần chơi đầu tiên được mang tên Tài
thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã cùng theo dõi một tiết dạy âm nhạc của các cháu học sinh lớp mẫu giáo 4 năm tuổi trường mầm non Lầu Thí Ngài. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô giáo Cao Thúy Dung, giáo viên trường mầm non Lầu Thí Ngài, để hiểu hơn về phương pháp cô đã sử dụng để dạy âm nhạc cho các cháu, thông qua đó thì thực hiện tăng cường tiếng Việt. Vâng, xin chào chị. Vừa rồi thì cho anh có theo dõi một tiết giảng dạy âm nhạc của chị đối với các cháu học sinh, thì cho anh thấy rằng là các cháu rất là hứng thú với tiết học âm nhạc này. Thì chị có thể cho biết là tiết học âm nhạc này thì có được các cô thường xuyên dạy các cháu không ạ? Đối với ở trường chúng tôi thì hoạt động âm nhạc thì thường chúng tôi dạy vào các ngày trong tuần, và tôi lựa chọn các nội dung nó phù hợp với lại chủ đề, dạy vào theo kế hoạch và dạy trẻ hát ở mọi lúc mọi nơi ạ. Vậy thì những bài hát các cô giáo thường sử dụng thì có cái đặc điểm như nào để giúp các cháu có thể dễ thuộc, nhà tiếp thu bài hát dễ dàng hơn? Chúng tôi thường lựa chọn những cái bài hát nó có cái giai điệu rất là dễ hát và trẻ có thể thể hiện cái bài hát đó được một cách hồn nhiên tự nhiên ạ. Vâng, vậy thì cái phương pháp mà các cô thường sử dụng để dạy tiết âm nhạc, tạo cái hứng thú cho các cháu là như thế nào? Tôi thường lựa chọn cái hình thức là tổ chức cho các cháu vừa học vừa chơi, và qua hoạt động âm nhạc thì tôi tổ chức cho các cháu dưới hình thức là cuộc thi, để cho các cháu được phát huy cái khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, và qua những cái bài hát thì trẻ cảm thụ được giai điệu, rồi cảm thụ được cái tác phẩm phẩm âm nhạc, và từ những cái trẻ cảm nhận được đấy thì trẻ thể hiện bằng cái ngôn ngữ của trẻ, và trẻ hát được những cái bài hát mà chúng tôi truyền đạt tới trẻ. Khi trẻ hát thì có những cháu thì hát còn ngọng thì chúng tôi sẽ sửa cái ngôn ngữ tiếng Việt của trẻ, và tôi cho trẻ hát đi hát lại rất là nhiều lần cái câu trẻ hát sai để trẻ sửa cái ngôn ngữ tiếng Việt của trẻ, và qua cái hoạt động âm nhạc này thì cũng giúp trẻ phát triển được cái ngôn ngữ. Vậy thì theo chị thì thông qua cái tiết học âm nhạc thì đã tăng cường tiếng Việt cho các cháu và mang lại được cái hiệu quả ra sao? Qua cái hoạt động âm nhạc thì giúp cho trẻ phát triển ngôn ngữ, đó là trẻ mạnh dạn này, và trẻ thể hiện rất là tự tin trong các hoạt động, và từ những ngôn ngữ học được của trẻ thì trẻ giao tiếp với mọi người rất xung quanh rất là tự nhiên và tự tin ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để hiểu hơn về hiệu quả của việc thực hiện tăng cường tiếng Việt qua hoạt động âm nhạc tại trường mầm non Lầu Thí Ngài thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một em học sinh ở lớp mẫu giáo A1 trường mầm non Lầu Thí Ngài. Cô chào cháu, cháu thể cho cô biết cháu tên là gì? Cháu chào cô, cháu tên là Lê Thị Bình Dương, cháu 4 tuổi, cháu lớp mẫu giáo A1 trường mầm non Lầu Thí Ngài. Vừa rồi thì cô thấy Bình Dương này đã học một tiết học âm nhạc đúng không? Đúng. Thế con có thích không? Có ạ. Thế ở lớp cô giáo có thường xuyên dạy Bình Dương cái tiết học âm nhạc như thế này không? Có. Thế thì vừa rồi thì cô giáo đã dạy Dương bài hát gì? Bài hát Cả Nhà Thương Nhau. Thế Dương thấy bài hát này có hay không? Cháu có ạ. Thế bài hát nói về nội dung như thế nào ấy nhỉ? Bài hát nói về tình cảm của gia đình. Đúng rồi, bài hát nói về tình cảm của gia đình. Thế Bình Dương có biết bài hát Cả Nhà Thương Nhau là của tác giả nào không? Của nhạc sĩ gì nhỉ? Của nhạc sĩ Văn Hoàng Minh. Đúng rồi, giỏi thế. Bé này cô giáo dạy mà đã nhớ hết rồi đúng không? Thế bây giờ thì Bình Dương có thể hát lại cho cô nghe bài hát Cả Nhà Thương Nhau được không? Đúng. Ba thương con vì con ra mẹ, mẹ thương con vì con ra ba, cả nhà ta cũng yêu thương nhau, xa lạ nhớ cười nhau là cười. Thế cô giáo dạy con là giai điệu của bài hát thì như thế nào nhỉ? Bài hát nhẹ nhàng tình cảm. Cô chúc cho Dương sẽ thuộc thêm thật nhiều bài hát nữa nhé. Và sẽ học thật là chăm ngoan, Dương có đồng ý không? Có ạ. Rồi, cô cảm ơn Dương.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được tìm hiểu về việc thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt tại trường mầm non Lầu Tí Ngài, huyện Bắc Hà, cũng như tham gia một tiết tăng cường tiếng Việt thông qua hoạt động âm nhạc tại đây. Có thể thấy rằng bằng những phương pháp sáng tạo, sự quan tâm của các thầy cô giáo, thì các cháu học sinh mầm non tại đây đã rất mạnh dạn, tự tin, cũng như phát âm tiếng Việt rất là mạch lạc, rõ ràng. Và tin rằng với sự cố gắng nỗ lực của các thầy cô giáo tại đây, thì trong thời gian tới các cháu học sinh mầm non tại trường mầm non Lầu Tí Ngài sẽ ngày càng mạnh dạn và tự tin hơn nữa, cũng như có được những sự chuẩn bị tốt nhất để bước vào lớp 1. Và đến đây chương trình tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.